Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày mùng 5 tháng 6. Thời điểm trên ngoài trời có mưa to, người dân phát hiện có mùi khét kèm khói đen tại một căn hộ ở chung cư mini nên đã báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, các tổ liên gia và tổ tự vệ tại địa phương đã tiếp cận vụ hỏa hoạn. Đồng thời các lực lượng chữa cháy của quận Nam Từ Liêm và thành phố nhanh chóng có mặt để dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, hỏa hoạn đã thiêu dụi một số vật dụng của căn phòng, Bước đầu xác định không thiệt hại về người. Nhà ở nhiều căn hộ, trung cư mini, có địa chỉ tại số 26 ngõ 50 Đình thôn, Nam Từ Liêm có quy mô 9 tầng, không một tum với diện tích 364 m2, tầng 1 là gara xe và không 02 căn hộ, tầng tum trống, tầng 2 đến 9 mỗi tầng 07 căn hộ. Nhân khẩu 58 căn hộ với tổng số 154 người sinh sống. Thời điểm xảy cháy, có khoảng 30 người thoát xuống tầng 1. Căn hộ xảy ra cháy không có ai ở nhà các hộ dân đã phá cửa tổ chức chữa cháy ban đầu. Diện tích cháy khoảng 1 mét vuông trên vị trí ban công căn hộ 906, tầng 9. Được biết, căn hộ trên được cấp phép nhà để ở riêng lẻ, với quy mô 6 tầng và không một tầng hầm. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Tại Điều 313, Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 115 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, người nào vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy mà gây thiệt hại cho người khác thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự. Tức là nếu vụ cháy trọ là vì lý do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và gây ra một trong những thiệt hại dưới đây thì cá nhân thực hiện hành vi sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dẫn đến chết người. Gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên. Gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên mà có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là 201% trở lên. Gây thiệt hại về tài sản mà từ 100 triệu đồng trở lên. Như vậy, trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy mà gây ra một trong những thiệt hại nêu trên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì cá nhân đó có thể bị áp dụng một trong các hình phạt sau. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Phạt tù có thời hạn từ 5 năm đến 8 năm. Phạt tù có thời hạn từ 7 năm đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội danh này còn bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm về chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Theo đó căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm để xác định khung hình phạt phù hợp. Gần một tuần nay, căn nhà nhỏ của gia đình bà Tống Thị Đông, sinh năm 1973, ở xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, lúc nào cũng có người tới lui thăm hỏi. Họ ngồi kể cho nhau nghe về hành động dũng cảm dùng búa đập tường cứu người của con trai bà Đông là anh Đồng Văn Tuấn, sinh năm 2003. Trước đó, Tuấn đã cùng ba người khác hợp sức phá tường để cứu thành công bốn người trong vụ cháy nhà trọ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà Đông chia sẻ, sau khi vụ cháy xảy ra, Tuấn về thăm bà một vài ngày, sau đó lại lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề lái xe ôm công nghệ, dù cho vết thương ở tay còn chưa khỏi hẳn nhớ lại thời điểm biết tin con trai cùng nhiều người phá tường để giải cứu các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ. Bà Đông cho biết, đến hiện tại, bà vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, như mọi ngày, bà Đông rời nhà đi làm thuê. Giang sáng ngày hôm đó, vụ cháy nhà trọ xảy ra, dùng điện thoại cục gạch lại không biết chơi mạng xã hội nên bà Đông chẳng hay tin về vụ cháy đó. Đến chiều trở về nhà, bà Đông thấy nhiều người hàng xóm kể cho nhau nghe về chuyện Cô Tuấn, con trai bà, cùng nhiều người phá tường và giải cứu được nhiều người khỏi vụ hỏa hoạn. Bà Đông chia sẻ, biết được vụ cháy khiến nhiều người tử vong, tôi bàng hoảng quá. Về hành động cứu người của Tuấn, tôi nghĩ rơi vào trường hợp đó, ai cũng sẽ làm như thế. Người phụ nữ cho biết thêm, bên cạnh nỗi xót xa cho những nạn nhân gặp nạn, bản thân bà cảm thấy vui vì hành động của con trai và những người khác đã khiến cho số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chỉ dừng ở 14. Bà Đông bảo, bà vui bởi dù không được học hành đầy đủ, nhưng Tuấn vẫn luôn nhớ lời bà dạy trước khi vào đời. Đó là phải biết kiếm tiền một cách chân chính và cứu giúp mọi người khi gặp hoạn nạn. Tâm sự nhiều hơn về Tuấn, bà Đông không giấu nổi nỗi xót xa. Tuấn là người con duy nhất của vợ chồng bà. Trước đây, gia đình bà Đông sinh sống ở xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tuổi vừa lên ba, Tuấn đã phải chịu cảnh mồ côi khi người bố không may qua đời vì bạo bệnh. Cũng kể từ đó, mẹ con Tuấn chuyển về ở với bà ngoại tại thôn ba xã Trực Khang. 20 năm, đó là khoảng thời gian bà Đông phải gánh trách nhiệm, vừa làm mẹ, vừa làm bố. Bà Đông bảo, đó là những ngày tháng vất vả mà bà sẽ không bao giờ quên. Để có tiền nuôi con, bà Đông chấp nhận làm bất cứ nghề gì, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng. Từ làm thuê, quốc mướn, phụ hồ, chẳng việc gì bà tử nan. Thế nhưng, dù bà cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể có cho con được cuộc sống đủ đầy. Trong tâm khảm, điều bà Đông dày dứt nhất là không thể lo cho con trai được học hành tử tế như chúng bạn. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ đều làm như vậy. Cũng vì gia cảnh khó khăn nên khi chưa học hết cấp 3, Tuấn đã phải nghỉ học để lăn lộn kiếm sống, phụ mẹ chăm lo cho gia đình. Và vì đường học vẫn còn dang dở nên những công việc phù hợp với Tuấn chỉ là lao động chân tay. Tuy còn ít tuổi nhưng Tuấn đã có thời gian dài làm việc trong Nam. Nam thanh niên mới chuyển ra Hà Nội được khoảng một tháng để được gần mẹ. Không bằng cấp, ngoài Hà Nội lại ít việc nên Tuấn lựa chọn công việc chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống. Hiểu hoàn cảnh gia đình nên Tuấn luôn nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng. Đều đặn hàng ngày, Tuấn rong ruổi hàng trăm cây số, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa. Một người ở chung khu nhà trọ với Tuấn chia sẻ rằng, mỗi ngày Tuấn luôn là người rời nhà trọ sớm nhất và trở về khi mọi người đã say ngủ. Và dạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, trong khi đang dùng bữa ăn sau một ngày dài lao động, Tuấn phát hiện ra vụ hỏa hoạn và đã phối hợp cùng nhiều người giải cứu được ba nạn nhân. Khi người thứ ba được đưa ra khỏi vụ hỏa hoạn, cũng là lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo của Tuấn và mọi người đều vô vọng. Lúc này, họ chỉ còn biết bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng. Tuấn chia sẻ bản thân cảm thấy buồn khi không thể cứu thêm được những người khác. Trước lời ngợi khen của cộng đồng mạng, Tuấn bảo đây là việc nên làm và bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ đều làm như vậy. Như đã đưa tin, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98 ngõ 43 Phú Trung Kính, quận Cầu Giấy. Ngay sau đó, 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113, công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 7 người mắc kẹt trong vụ cháy, phát hiện 14 người tử vong. Chiều ngày 25 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hai nội dung: trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đây là vụ hỏa hoạn rất thương tâm, khiến nhiều người chết, nhiều người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi cố ý của tổ chức hay cá nhân nào thì vẫn xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu, người quản lý ngôi nhà này là ai, việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không. Việc kiểm tra giấy phép xây dựng, xác định thời điểm xây dựng sẽ được thực hiện nhằm đối chiếu với các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Từ đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà xảy ra cháy. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy được quy định tại khoản 3 điều 313 Bộ luật hình sự. Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay, việc xây dựng ngôi nhà có giấy phép hay không, có đúng với thiết kế hay không, có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại thời điểm xây dựng và quá trình sử dụng ngôi nhà hay không là những vấn đề quan trọng để xác định chủ đầu tư công trình, người quản lý công trình xây dựng này có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không. Trường hợp xác định có lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả vụ cháy xảy ra thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy không có hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng có căn cứ cho thấy đã có lỗi cá nhân trong việc bảo quản, sử dụng các nguồn điện nguồn nhiệt gây ra đám cháy thì cũng có thể xử lý người này về tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Vẫn theo luật sư, khi xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và cho nạn nhân bị thương. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của người bị thương, bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với tài sản bị thiệt hại, người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên cơ sở những thiệt hại thực tế về tài sản đã xảy ra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan chức năng cũng cần ra soát các văn bản vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra đánh giá hiện trạng thực tế về việc cho thuê phòng trọ, đặc biệt là những nhà ở riêng lẻ kết hợp với cho thuê trọ, để có những quy định phù hợp với vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.